Sáng ngày 27 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Võ Thành Đạt, 26 tuổi, quê Bình Định, về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Bị can Đạt là người điều khiển xe tải, gây ra vụ va chạm với xe máy trước khu công nghiệp Phú Mỹ 1 khiến người đàn ông 63 tuổi tử vong. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định khoảng 15 giờ 47 phút chiều ngày 26 tháng 7, Võ Thành Đạt điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 51D614XX lưu thông trên quốc lộ 51 theo hướng từ Đồng Nai đi thành phố Bà Rịa. Khi đến ngã tư cổng vòm giao giữa quốc lộ 51 với đường Trần Hưng Đạo, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tài xế Đạt cho xe chuyển hướng rẽ vào khu công nghiệp Phú Mỹ 1 thì xảy ra va chạm với xe máy biển kiểm soát 72D1025XX do ông Lê Quốc V, 63 tuổi, điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước. Cú va chạm khiến ông V ngã xuống đường và bị xe tải cán qua người tử vong. Ngay sau vụ tai nạn, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp cùng Công an thị xã Phú Mỹ, Viện Kiểm sát Nhân dân tiến hành khám nghiệm hiện trường. Qua điều tra, bước đầu xác định tài xế Đạt điều khiển xe tải chuyển hướng, không chú ý quan sát, không đảm bảo an toàn cho người và phương tiện đi cùng chiều nên gây ra vụ tai nạn trên. Tại cơ quan điều tra, bị can Võ Thành Đạt thừa nhận chỉ vì lơ là, không chú ý quan sát nên thực hiện hành vi sai trái vi phạm pháp luật.